Hello, kính thưa quý vị và các bạn. Mới đây thì có một cái sự thật mà theo như bên Thiên An bên bờ vũ trụ cũng như là bên fan cuồng của họ đó có nói rằng là cái sự thật này nó rất là kinh khủng và đã được tiết lộ lâu rồi. Mà cái sự thật đó là gì thì chút nữa chúng ta sẽ nói tới ha. Còn bây giờ thì mời cả nhà xem cái đoạn video clip này trước đi. Để chúng ta cùng tìm hiểu về cái bản chất thật sự của họ là như thế nào cái đã ha. Có một điều này cô nên hiểu nè, người này thì biểu sư phụ phải chơi với người này bỏ người kia, còn người kia thì biểu sư phụ phải chơi với người kia bỏ người này. Sư phụ đâu có phải người đời, đâu có phải người trời phàm phu tục tử, mà khi thì binh bên ấy, khi thì đá bên kia, khi thì định bên nọ. Sư phụ đâu có làm cái hành động của chúng sanh làm. Sư phụ là người tu mà có. Sư phụ chỉ dạy từ lúc 15 tuổi, sư phụ đã dạy người ta phải ăn nói cho đúng, làm việc cho đúng. Sư phụ phải là người tách khỏi chúng sanh. Sư phụ phải đứng cao hơn chúng sanh, phải nhìn xuống chúng sanh, rồi để khuyên chúng sanh, dạy chúng sanh, dạy dỗ chúng sanh. Sư phụ nè, mấy con thấy sư phụ nằm cái giống này nè, làm gì ví dụ sư phụ mà biết ai nằm giống này suốt ngày ngó lên trần nhà, gặp cái quạt máy, gặp hai ba cái bóng đèn này không, vậy thôi. Cho nên biết người khách nào là do thầy Hoàng Nguyên, do thầy Nhất Nguyên giới thiệu, thậm chí tiếp người khách đó cũng là do thầy Hoàng Nguyên, thầy Nhất Nguyên mà nói thì thầy mới theo ý của hai thầy. Hai thầy là đệ tử của sư phụ, nhưng mà sư phụ mắt thì không thấy đường, mà lỗ tai thì nghe không được. Bây giờ sư phụ ơi, nhờ ai? Nhờ hai thầy làm dùm mắt của sư phụ, hai thầy làm dùm lỗ tai của sư phụ. Sư phụ bây giờ nói thẳng một câu là sư phụ bây giờ nghe lời thầy Hoàng Nguyên, nghe lời thầy Nhất Nguyên, nghe lời tuyệt đối, chứ không phải là nghe lời mà tương đối, nghe lời 100% luôn. Đấy, thật sự thì chúng ta thấy rằng ông cụ Lê Tùng Vân này, ổng lại quá ngông cuồng, ổng ngạo mạn đúng không? Bởi vì ổng cho rằng ông ấy còn đứng trên tất cả chúng sanh, mà chúng sanh á là chỉ tất cả những cái sinh vật ở trên trái đất này, chứ không riêng về nhân loại, nhưng không riêng về con người. Vậy thì ông Lê Tùng Vân á, ông chẳng những đứng trên con người mà đứng trên cả những cái loài động vật rồi thực vật, bò sát rồi tất cả luôn đó. Nhưng mà cái điều này á, ngay cả Đức Phật cũng không thể làm được, bởi vì những loài vật đó thì nó không có tư duy, không có ngôn ngữ phát triển như là con người, cho nên đâu có thể nào mà tiếp nhận được những cái lời dạy của Đức Phật được, đúng không? Ngay cả con người thì Đức Phật cũng nói là không thể độ và không thể chuyển hết nghiệp của chúng sanh, mà phải chính bản thân của chúng ta mới có thể tự chuyển nghiệp cho bản thân mình thôi. Đấy, Đức Phật chỉ là một vị đạo sư, một vị thầy chỉ cho chúng ta cái con đường, cái cách thức tu tập để có trí tuệ và giác ngộ, chứ Đức Phật đâu có tu tập hay là để chuyển nghiệp dùm cho ai đâu, đúng không? Đâu có chuyển nghiệp dùm. Trong Phật giáo á, thì cái chữ độ á, không phải là cái sự cứu rỗi, mà nó là cái chữ độ này có nghĩa là giúp, là giáo hóa, là giảng dạy, để cho chúng sinh biết được cái chân lý, rồi từ đó mà tự mình tu tập chứ. Đấy. Còn ông cụ Lê Tùng Vân á, với các đồ đệ của ông á, thì dù nói là họ đang tu theo đạo Phật, nhưng lại cho thấy rằng cái năng lực họ còn cao siêu hơn cả Đức Phật, vì họ nói là họ có thể chuyển qua toàn thể chúng sanh mà. Đó, giúp cho mọi loài chúng sanh, cho muôn loài luôn để thành Phật hết, và thành Phật ngay trong cái kiếp sống này mới ghê chứ. Chắc là chỉ có cái pháp môn mà kêu bằng nhồi quả giải thoát rồi mới độ được thôi. Rồi họ còn nói là sẽ tạo nên một cái thiên đàng trên quả địa cầu nữa. Vậy thì tại sao á, ông Lê Tùng Vân với các đệ tử của ổng á không đi hoằng hóa hay là đi giáo huấn những cái tổ chức tội phạm nè, những cái tội phạm như là buôn người, buôn ma túy, xuyên quốc gia rồi đó, rồi khủng bố. Sao không đi giáo huấn, không đi hoằng hóa những cái tổ chức đó đi cho họ thành Phật hết đi. Như vậy thì mới gọi là tạo một thiên đường trên quả địa cầu như ông nói, đúng không cả nhà? Giờ đòi quần quá cả sanh chúng sanh mà sao 90 tuổi rồi mà không thấy ông làm gì trơn, ông nằm võng ông đu đưa không à, quần quá cái gì đấy. Chúng ta có thể thấy rằng á, mặc dù ông cụ Lê Tùng Vân á, ông tự cho ông là một vị Phật sống, đúng không? Một vị chuyển lưng thánh vương, ông xuống địa cầu này để kêu bằng giáo hóa, để chuyển hóa chúng sanh thế này thế kia, nhưng mà lại cho thấy rằng ông còn chấp ngã, còn ngã mạn rất là nhiều, đúng không? Và cái tôi của ông rất là cao khi mà ông tách ra khỏi chúng sanh, ông tự ông tách ra khỏi chúng sanh, ông cao hơn chúng sanh đó, rồi ông nhìn xuống chúng sanh để dạy dỗ chúng sanh, nghe rất là đạo to quá lớn, mà giờ ông tách không ra nổi cái võng luôn đó mà tách qua khỏi chúng sanh, ghê thiệt. Bởi vậy cái việc mà ông Lê Tùng Vân ông tự xem ông là Phật sống, tự cho ông là cao hơn cả chúng sanh, rồi còn đòi dạy dỗ chuyển hóa chúng sanh, thì chúng ta cho thấy rằng ông ấy chấp ngã rất là nhiều, rất là tự cao tự đại, đúng không? Ông không có đúng với cái tinh thần vô ngã ở trong đạo Phật đó, rất là đơn giản vậy thôi. Vậy mà đòi nói rằng tu theo đạo Phật là đạo Phật sống đó. Đức Phật á, mặc dù đã giác ngộ nhưng mà Ngài vẫn xem Ngài và tất cả chúng sanh đều bình đẳng như nhau, không có phân giai cấp sang hèn cao thấp gì hết. Bởi vì đối với Đức Phật á, thì mỗi chúng sanh đều vốn đã có Phật tánh ở nơi chính họ, đúng không? Nhưng mà do cái nghiệp lực, nghiệp chướng, cái vọng tưởng nên nó ngăn che, không chúng ta cần phải tu tập mới trở về với Phật tính sẵn có, hay còn gọi là giác ngộ đó. Và Đức Phật á, thì chưa từng tự cho mình là một vị thần linh để có thể là giáo hóa, để có thể là chuyển hóa toàn thể chúng sanh, mà Ngài chỉ xem mình là một cái người thầy để chỉ dạy lại cái con đường giác ngộ, con đường giải thoát mà mình đã tìm ra thôi. Đấy, cho nên Đức Phật á, đã từng nói rằng ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Đó là một trong những cái câu nói mà bất hủ ở trong giáo lý của Đức Phật, khi mà nói đến cái sự bình đẳng giữa người với người đó. Cái lời nói này á, nó đã mở ra một cái con đường vô tận và là sự khích lệ lớn đối với tất cả mọi người, khiến cho họ mạnh dạn vươn lên trên cái con đường đời và con đường đạo đó. Và trong đạo Phật á, trong Phật giáo á, thì những tu sĩ đã hoặc là chưa chứng thánh quả mà tự xưng là thánh, là Phật để mê hoặc, đúng không? Để mê hoặc, để lừa gạt quần chúng thì đã phạm vào cái giới đại vọng ngữ, và chắc chắn sẽ bị khai trừ ra khỏi tăng đoàn vĩnh viễn thôi. Cho nên cái việc mà ông Lê Tùng Vân á, ông tự cho mình là một vị thánh, một vị Phật sống, rồi còn đòi chuyển hóa toàn thể chúng sanh như vậy á, là đang phạm vào cái giới đại vọng ngữ trong đạo Phật đó. Và cũng cho thấy rằng ông ta quá tự cao tự đại, quá ngông cuồng, quá ngã mạn khi mà tự cho mình là đứng cao hơn chúng sanh, đúng không? Tách ra khỏi chúng sanh mà đó. Và có thể làm cái điều mà ngay cả Đức Phật cũng không thể làm được, đó là chuyển hóa toàn thể chúng sanh trên quả địa cầu. Nghe xong mà nó ghê gớm quá. Bởi vậy lúc trước á, ông nào giờ ông họp hẹt rồi này kia trong với mấy đám đồ đệ của ông, bao giờ ông cũng nói vậy chứ đâu khi nào nói ra bên ngoài đâu. Bữa nay cái dạy một cái thằng đệ tử bên ngoài thì buộc phải nói lên những cái điều này, một cái điều quá phi lý mà ổng giáo quá vậy. Bởi vậy những cái đám đồ đệ con cái rồi mấy cái đứa mà thu nạp vô trong đó thì tất nhiên cũng phải nghe theo hết. Đó là một cái điều mà hiểu sao mà những cái người phụ nữ trong đó đó đâu có nghe ở ngoài đâu, chỉ nghe những cái lời của ông cố nội này với lại của mấy người mà sư thầy đổ trong đó thôi, đúng không? Và để tô vẽ cho cái bức tranh muôn màu của ông Lê Tùng Vân này, thì ông đã tự tuyên bố là ông không có vợ, không có con, để tiếp tục kêu bằng thần thánh hóa ổng, và cũng như là để dễ bề lừa gạt tín đồ mà. Và sau khi mà bị Lê Thanh Minh Tùng như là báo chí vạch trần ra hầu như là hết tất cả những cái sự thật á, thì cái tà am này lại câu kết với một cái tên là tự xưng tự cho là thám tử tự cao, rồi phao tin ra rằng ông Lê Tùng Vân là ông không có vợ không con. Nó thật sự là nó vô nó chứng minh được ổng là bị quan, nói là ổng không vợ không con là thật. Bởi vì anh ta là tận mắt chứng kiến, tận mắt thấy rằng ông Lê Tùng Vân ổng bị bị cái chứng bệnh hẹp bao quy đầu, cho nên không thể gần phụ nữ được. nghe tới đó mà. Ôi giời ơi luôn á cả nhà. Cả nhà thấy nó phi lý hết sức không? Cái tên thám tử tự cao này á, nó kêu bằng nó muốn nói gì nói à, nó nghĩ là nó nói cái gì cũng đúng hết trơn. Nếu mà anh ta thiếu hiểu biết á, thì ta đi tìm hiểu đi ha, tìm hiểu đi mà nói, chứ đằng này muốn nói gì nói à, xàm mới sao. Tự nhiên cái vụ hẹp bao quy đầu là khẳng định luôn cái là không thể có con, không thể gần phụ nữ. Trời ơi, nó bậy bạ vô cùng luôn. Có cái lý luận đâu cục vậy? Cái điều bình thường như vậy mà cũng không biết nữa, thì chúng ta thấy rằng cái tên thám tử tự cao này á, tưởng rằng nó tưởng nó không có ngu, ai về nó ngu không tưởng luôn đó nha. Bởi vì nếu mà tà am á, họ đưa ra cái bằng chứng là ông cụ Lê Tùng Vân ông vô sinh hay ông bị liệt dương hay gì á, thì còn có thể tin là ông không thể gần phụ nữ, không thể có con được. Còn đằng này nói ông hẹp bao mà lại kết luận luôn là ông không có thể con, có thể là không có con rồi không gần phụ nữ. Trời ơi, hẹp bao thì vẫn gần được bình thường, vẫn có con bình thường, có gì đâu. Chỉ là cái phần đó thì có thể là dễ nhiễm trùng do khó vệ sinh này thế này thế kia. Ở cái điều đơn giản đó thì vô dụng, nhưng mà giờ cái tên thám tử cao nó không biết á, thì đi hỏi, đi tra, nó nói nó quen bác sĩ mà sao nó không biết hỏi vậy trời. Bởi vậy cái này người ta nói là không có sợ kẻ địch mạnh nè, mà chỉ sợ đồng đội ngu như bò. Anh ta vô tình để lọt cái thông tin sai lệch ra bên ngoài. Bởi vì người ta lại càng thấy rằng á, là tà am với những người đó nó đang cố tình tìm cách chạy tội, đúng không? Nhưng mà cái biện minh tầm bậy tầm bạ như vậy á, thì nó càng chứng tỏ là mọi cáo buộc của Lê Thanh Minh Tùng với lại đài truyền hình này kia là hoàn toàn có cơ sở rồi. Bởi vậy hết đường chối rồi, phải đưa ra những cái lý luận tầm xàm vậy đó để dẫn dắt những fan cuồng thôi, chứ ai mà nghe tới là thấy nó biết trất quất rồi. Bởi vậy coi như là hết đường biện hộ rồi đó cả nhà. Cho nên nói càng nói bậy vậy thôi. Vậy đúng thiệt, bó tay thì thôi. Xin chân thành cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi nha. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại ạ.